3. Thế nên là cái việc mà trình bày từ nhóm 1 đến nhóm 8 thì nó cũng khá hợp lý. Rồi, ok. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu từ nhóm 1 với nội dung 1 nhé. Đinh Tuấn Anh, Đinh Tuấn Anh sẵn sàng chưa? Dạ, nhóm em thì Nhóm 1 thì em trình bày ạ. Ok, Tuấn Anh trình bày luôn. Và những bạn nào trình bày thì chúng ta bật camera lên nhé. Và chúng ta, lớp chúng ta không thích tương tác với nhau à? Bật cam lên để hiện diện cùng nhau nào. Dạ, Ngồi nhóm chỗ em nào? là do bạn Em viên trình trong. bày ạ. À, bạn bạn chính à? Chính Vâng trình bày ạ. đúng không? Ờ, cô mời chính. Vâng. Em chào cô và các bạn ạ. Thì hôm nay em sẽ thay mặt nhóm 1 để trình bày về nội dung thảo luận nhóm của chúng em. Nhóm em thì trình bày về hai phần. Phần 1 là nhiều người trở thành một nhóm khi từng thành viên đủ tự tin về bản thân và về những đóng góp của mình để tán dương các kỹ năng của những thành viên khác. Câu này của Norman Snyder. Thì cái này em sẽ giải thích về câu danh ngôn và nói về những việc cần làm để nhóm có thể hoạt động đạt hiệu quả cao. Đầu tiên là về phân tích danh ngôn, thì câu danh ngôn của Norman Snyder thì nó sẽ bao gồm hai khía cạnh. Đầu tiên là nó nói về kỹ năng cá nhân. Một thành viên, mỗi thành viên trong nhóm thì đều cần có những kỹ năng cá nhân để phù hợp với những công việc trong nhóm. Có những sự tự tin và hiểu rõ về cái công việc mà mình được phân công, có tinh thần trách nhiệm đảm bảo hoàn thành công việc của mình khi được giao, phải đảm bảo được cái tiến độ hoàn thành của mình. Về phần nó hai đó là kỹ năng xây dựng nhóm, thì điều quan trọng nhất khi hoạt động nhóm đó là phải có tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi thành viên trong nhóm thì đều cần tham gia đóng góp, tương tác với nhau hay là giao tiếp với nhau. Để có thể làm việc được hiệu quả thì với yêu cầu nhóm trưởng đó là hiểu rõ được năng lực của các thành viên trong nhóm để có thể phân chia được công việc. Công việc thì phân chia với việc với lịch làm việc nó khoa học, mọi người có thể chủ động để hoàn thành được công việc. Cái yêu cầu và tài liệu đưa ra của nhóm trưởng thì phải minh bạch và dễ hiểu với mọi thành viên trong nhóm. Nhóm trưởng thì cần có kỹ năng dẫn dắt phát triển nhóm như là tổ chức các buổi họp nghiêm túc để đạt hiệu quả cao, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của các thành viên, giải quyết các xung đột trong nhóm cách hợp lý. Về yêu cầu với thành viên thì mỗi thành viên đều phải hiểu rõ được bản thân và có kỹ năng, có trách nhiệm với công việc được giao, hạn chế các quy tắc ngầm và chấp hành nghiêm các nội quy của nhóm. Phải có phải nhìn nhận được cái sai của bản thân, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp cho nhóm. Các thành viên trong nhóm thì yêu cầu là đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ. Thì khi mà nhóm có những yếu tố này thì nó không chỉ đơn thuần là một nhóm người hoạt động cùng nhau chỉ mà nó còn nhân lên sức mạnh của nhóm. Nó không chỉ đơn thuần là 5 người hay 10 người, mà có thể là 5 người nhưng hoạt động nó sẽ hơn cả 10 người cùng một lúc. Hoạt động nhóm nó sẽ hiệu quả hơn. Về phần thứ hai nhóm em làm đó là hãy trao đổi thông tin với người khác một cách rõ ràng nhất để có thể tránh hiểu nhầm. Câu này của Don Miguel Ruiz. Về câu danh ngôn này thì nó truyền tải thông điệp là đầu tiên trong giao tiếp thì cần truyền tải đầy đủ rõ ràng để tránh gây hiểu nhầm với người nghe. Thì điều này dĩ nhiên tại vì khi giao tiếp thì giao tiếp đó là để mình truyền tải được cái thông điệp của mình đến cho người nghe, mà nó lại không đầy đủ và rõ ràng thì sẽ dễ gây hiểu nhầm. Thông điệp trong giao tiếp phải đảm bảo thông tin liên tục, đảm bảo cho ý nghĩa thông điệp được phản ánh theo một nghĩa nhất định. Ý ở đây là thông tin nó sẽ liên tục và không bị ngắt quãng. Cái thông điệp mà mình muốn truyền tải thì chỉ được hiểu theo một nghĩa chứ không hiểu theo nhiều nghĩa, nó sẽ gây ra những hiểu lầm khác khi mà người nghe
người đọc người ta hiểu nhầm cái ý của mình. Về phần thứ hai là tại sao nói việc trao đổi thông tin một cách cởi mở và thẳng thắn là việc quan trọng đối với các hoạt động nhóm. Thì cái này có hai ý. Đầu tiên là khi mà mình trao đổi thông tin một cách cởi mở thì sẽ thúc đẩy sự tin tưởng và nuôi dưỡng môi trường làm việc tích cực trong nhóm. Còn về sự thẳng thắn thì cái sự thẳng thắn nó sẽ rất quan trọng khi mà xảy ra xung đột. Khi mà xảy ra xung đột thì mỗi người đều thẳng thắn để đưa ra những cái ý kiến của mình, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng với các thành viên khác, thì điều đấy sẽ giúp nhóm giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Thì sau đó là tất cả những phần thảo luận nhóm của nhóm chúng em. Thì em mời cô và các bạn thì có ý kiến thì có thể đặt câu hỏi cho nhóm em ạ. Rồi, cảm ơn bạn Trọng Alo ạ. Chính. Cảm ơn Trọng Vâng. Chính, vậy là bạn đã hoàn thành cái nội dung mà nhóm đã thảo luận về chủ đề 1, đúng không nhỉ? Rồi, cảm Vâng. ơn bạn. Tiếp theo đi, chúng ta Vâng, em cảm ơn cô. tiếp tục. Cảm ơn Chính. Cô mời nhóm Hạnh nào. Dạ vâng, cô có cô lại trước bạn đang chuẩn bị chia sẻ. Rồi, bạn Đạt à? Bạn nào? Dạ, Dạ bạn nào? Em Tiến Đại ạ. em À, Tiến Đại, ok. Dạ Dạ vâng ạ. Các bạn thấy màn hình của em chưa? Tôi nhìn thấy rồi. À, dạ vâng ạ. Sau đây thì em xin được đại diện nhóm 2 trình bày cái yêu cầu của cô đối với nhóm em, đó là phân tích cái câu danh ngôn hãy trao đổi thông tin với người khác một cách rõ ràng nhất để tránh hiểu hiểu lầm. Thì phần này bọn em sẽ trình bày hai cái yêu cầu của cô. Đầu tiên là phân tích câu danh ngôn này đối với đời sống giao tiếp hàng ngày cũng như là đối với làm việc nhóm. Thứ hai ấy, là mình vận dụng cái câu danh ngôn này bằng cái cách là chúng ta trao đổi ở trong nhóm một cách cởi mở và thẳng thắn. Đây cũng là cái yếu tố mà rất là quan trọng trong việc trao đổi hoạt động nhóm. Thì đầu tiên là cái việc phân tích câu danh ngôn này. Đây là một câu nói về tính rõ ràng trong việc trao đổi thông tin với người khác. Ở trong đổi trao đổi thông tin, sự hiểu lầm có thể xảy ra khi có hoặc không có bất kỳ phương tiện giao tiếp nào. Giao tiếp có thể thông qua quá trình trò chuyện trực tiếp, trò chuyện video hoặc là thậm chí là qua các cuộc chat box ở trên Messenger hoặc là Zalo. Việc hiểu lầm ở trong cái việc trao đổi thông tin nó sẽ để lại những hệ lụy đối với đời sống giao tiếp nói chung và để lại những cái hệ lụy đặc biệt là trong quá trình làm việc nhóm. Việc trao đổi thông tin ở đây có thể được hiểu là việc thông báo cho người nghe biết cái thông tin mình muốn trao đổi cũng như là sẽ nhận lại các thông tin phản hồi từ người được nhận thông báo ấy. Thế tuy nhiên thì hầu hết trong các doanh nghiệp thông tin trao đổi chỉ dừng lại ở thông báo mà chưa có cơ chế rõ ràng trong việc nhận lại các thông báo phản hồi này. Và vì thế nên là trong quá trình làm việc nhóm nói riêng ấy thì người làm trưởng nhóm hay là các thành viên thì chúng ta nên trao đổi với nhau một cách cởi mở và thẳng thắn để đảm bảo là tất cả mọi người cùng hiểu cái yêu cầu mà người trưởng nhóm đặt ra, từ đó để nâng cao cái hiệu quả làm việc nhóm. Nếu như trong quá trình giao tiếp trong làm việc nhóm ấy, mà chúng ta nói ẩn ý hoặc là không rõ ràng dẫn đến các thành viên trong nhóm sẽ hiểu sai ý, mỗi người một việc và không gắn kết được với nhau, từ đó dẫn tới hiệu quả công việc không cao, dẫn dễ dàng dẫn tới thất bại. Vậy thì là sao để chúng ta vận dụng cái câu danh ngôn này đối với quá trình làm việc nhóm? Đấy, thì để mà đảm bảo là việc trao đổi thông tin trong làm việc nhóm rõ ràng và tránh hiểu lầm thì các thành viên trong nhóm
cần phải đảm bảo giao tiếp với nhau một cách cởi mở và thẳng thắn. Vậy thì tại sao cái việc mà mình chia sẻ thông tin một cách cởi mở thẳng thắn nó lại quan trọng như vậy, và nó lại là một yếu tố quan trọng trong cái việc giúp cho thông tin được trao đổi một cách rõ ràng nhất trong làm việc nhóm? Bởi vì đầu tiên là như chúng ta đã biết thì mỗi thành viên trong nhóm sẽ có những cái màu sắc khác nhau, nhưng những ý tưởng đưa ra nó sẽ rất là đa dạng. Đây là một cái điểm tích cực trong làm việc nhóm. Đấy, tuy nhiên thì cũng chính bởi vì là chúng ta có quá nhiều ý tưởng được đưa ra, và nếu như mà các thành viên trong nhóm ấy mà chúng ta không giao tiếp với nhau một cách cởi mở, thẳng thắn thì sẽ dẫn tới là chúng ta sẽ có những cái hiểu lầm không đáng có, từ đấy lại dẫn tới những cái hệ lụy của quá trình làm việc nhóm. Và khi mà tất cả các thành viên chúng ta cùng nhau phát biểu, cùng nhau thẳng thắn đưa ra cái quan điểm của mình, cũng như là cùng cởi mở để mà lắng nghe nhau ấy, thì cái tôi cá nhân sẽ bị phá vỡ, và sự thân thiện, cởi mở sẽ thúc đẩy cho cái sự liên kết giữa các thành viên trong nhóm, thúc đẩy phát triển nhóm và tạo ra một cái môi trường tích cực và lành mạnh. Chính cái sự cởi mở và thẳng thắn nó cũng giúp cho các thành viên thỏa mãn được cái nhu cầu thể hiện và tự khẳng định của mỗi thành viên khi mà phát biểu. Tức là khi mà mình trao đổi một cách thẳng thắn thì mình lại được người khác lắng nghe, được người khác cởi mở lắng nghe, thì các cá nhân thì sẽ cảm thấy là cái ý kiến của mình được đón nhận. Từ đó thì tất cả sẽ cùng nhau thỏa mãn cái nhu cầu thể hiện và khẳng định. Và đây cũng là một cái nghĩa vụ, sự bình đẳng và sự tôn trọng của mỗi thành viên, của mỗi cá nhân đối với tập thể nhóm. Cái việc chúng ta giao tiếp một cách, trao đổi thông tin một cách cởi mở và thẳng thắn trong hoạt động nhóm còn có một cái lợi ích, đó là thuận lợi trong việc ủy thác và phân chia, giúp đỡ nhau trong công việc. Giống như ở trong cái phần phân tích danh ngôn ấy, thì chúng ta cũng biết là khi mà cái người nhóm trưởng ấy, chúng ta trao đổi thông tin với những người thành với các thành viên trong nhóm mà nó không rõ ràng, đúng không? Thì các thành viên trong nhóm lúc này có thể là có những bạn chưa hiểu chẳng hạn, thì chính cái sự cởi mở và thẳng thắn trao đổi lại hoặc là trao đổi giữa các thành viên với nhau thì đảm bảo là cái quá trình phân chia công việc ấy, nó được diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi hơn. Ý thứ năm, đó là khi chúng ta trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin một cách cởi mở thẳng thắn thì sẽ giúp cả nhóm sẵn sàng trước những cái thay đổi và những nguy cơ rủi ro. Tức là khi cả nhóm chúng ta đã cùng hiểu rõ ý kiến, chúng ta đã là một khối thống nhất, tất cả đều đã hiểu được cái nhiệm vụ mình cần phải làm, thì mọi những cái thay đổi hay mọi cái nguy cơ rủi ro thì chúng ta đều có thể sẵn sàng ứng phó với nó. Đặc biệt là đối mặt với những cái thay đổi, nếu mà một thành viên nào đấy hoặc một vài thành viên nào đấy chúng ta không nắm được một cách rõ ràng cái nhu cầu ban đầu ấy, thì một cái sự thay đổi nhỏ thôi cũng dẫn tới là các bạn ấy sẽ bị lệch khỏi tập thể, rồi dẫn tới những cái mâu thuẫn không đáng có. Ý cuối cùng cũng là ý tóm gọn lại cái tầm quan trọng việc trao đổi, giao tiếp cũng như là chia sẻ thông tin một cách thẳng thắn và cởi mở trong làm việc nhóm. Đó là việc chia sẻ thông tin một cách cởi mở và thẳng thắn là việc quan trọng đối với hoạt động nhóm. Việc này làm tăng tính hiệu quả làm việc nhóm, mọi người hiểu ý nhau và trở thành một khối liên kết tới sự thành công trong công việc. Thì đấy là cái phần thuyết trình của nhóm em về cái câu nói hãy trao đổi thông tin với người khác một cách rõ ràng để tránh hiểu lầm, cũng như là chúng ta vận dụng cái cách để chúng ta vận dụng cái giao tiếp cởi mở thẳng thắn trong hoạt động làm việc nhóm. Thì nếu mà cũng giống như cái thông tin mà em vừa chia sẻ với cô và các bạn ấy, cũng là một cái thông tin tương đối là nhiều thông tin ở trong. Cảm ơn bạn Đại đã thay mặt nhóm 2 để trình bày nội dung này. Tiếp theo cô mời nhóm 3 nào, nhóm của Ngô Anh Hiếu nào. Dạ vâng, cô chờ chút em chia sẻ màn hình ạ. Dạ, cô và các bạn đã nhìn thấy màn hình của em chưa ạ? Hiến trình bày ạ, ok cô nhìn. Vâng ạ. Rồi, trời, có cả hình ảnh. Tuyệt vời vâng, thế. Em xin chào cô giáo và chào tất cả các bạn ạ. Sau đây em là Hoàng Vũ Hiến, em xin thay mặt nhóm 3 để trình bày về câu nói của Mark Victor Hansen. Đó chính là các vấn đề là tốt chứ không xấu, và hãy đón nhận
chúng trở thành các giải pháp cho các vấn đề, và cũng trả lời cho câu hỏi là ta sẽ phải làm gì để cho mỗi thành viên trở thành gọi là mỗi thành viên nó sẽ trở thành một phần của giải pháp vấn đề. Thì để tìm hiểu các vấn đề này, chúng em sẽ chia ra làm 5 phần và tóm tắt lại hết là sau khi chúng ta đã giải quyết xong tất cả vấn đề đó. Thì về phần đầu tiên, chúng ta sẽ đi đến phần tiểu sử và giải thích. Thì Mark Victor Hansen sẽ sinh ngày 8 tháng 1 năm 1948. Ông là một chuyên gia đào tạo và diễn giả truyền cảm hứng của người Mỹ. Ông được biết đến rộng rãi nhất với những bài giảng và cuốn sách, và được biết đến nhiều nhất thì có lẽ là câu nói là vấn đề là tốt chứ không phải xấu, hay đón nhận chúng trở thành một giải pháp cho các vấn đề. Thì Hansen đã khuyên chúng ta là không nên phớt lờ hay né tránh vấn đề, mà hãy trực tiếp đối mặt, chấp nhận vấn đề và tìm ra cách giải quyết vấn đề đó. Từ đó thì chúng ta sẽ rèn luyện được kỹ năng giải quyết vấn đề và giúp chúng ta được bình tĩnh giải quyết những sự cố mà chúng ta không mong muốn. Và tiếp theo, để bàn luận về câu nói trên, thì đầu tiên, như chúng ta thấy là không có những thứ gì hoàn toàn tốt và cũng không có những thứ gì hoàn toàn xấu. Mỗi một vấn đề thì luôn có hai mặt, đó là mặt tốt và mặt xấu. Thì vậy nên là khi nhìn vào một vấn đề thì chúng ta không nên nhìn nhận một cái vấn đề đó một cách quá tiêu cực và không tốt lành. Nó chỉ gây cản trở tiến độ công việc hoặc là học tập của chúng ta mà thôi. Chúng ta thì thường xuyên gặp và đối mặt với các vấn đề hàng ngày. Vì vậy nên chúng ta nên nhìn nhận một vấn đề theo một góc nhìn mới. Có thể là một góc nhìn từ người khác, không phải từ chính bản thân mình. Bởi vì là không phải lúc nào góc nhìn của bản thân thì cũng là một góc nhìn tốt. Một vấn đề xảy ra với bản thân thì có thể mình sẽ cảm thấy là cái vấn đề đó nó sẽ mang tính chất là tiêu cực hoặc là mang tính chất xấu. Hoặc là có thể mình sẽ gặp lại những cái vấn đề mà mình đã từng gặp rồi thì mình có thể sẽ xử lý nhanh chóng hơn. Hoặc là ít nhất là sẽ không trở nên tiêu cực khi gặp phải nó. Vậy những vấn đề thì sẽ cho ta những cơ hội để học thêm những khả năng xử lý công việc và có thêm kinh nghiệm xử lý tình huống. Thời gian xử lý nếu mà gặp những vấn đề tương tự những vấn đề mà mình mắc phải thì sẽ được giảm thiểu, bởi vì chúng ta đã xử lý rất nhiều vấn đề trong quá khứ rồi. Và để hiểu rõ được cái câu nói này của Mark Victor Hansen hơn thì chúng ta sẽ đến với một dẫn chứng. Dẫn chứng của chúng ta đây là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, khi chỉ có một lọn khói nhỏ thôi cũng có thể bị phát hiện và sẽ bị máy bay địch là oanh kích dữ dội. Vậy thì vấn đề của chúng ta ở đây là gì? Vấn đề chúng ta ở đây là chúng ta phải nấu chín cơm và nấu chín thức ăn. Vậy thì ông cha ta đã giải quyết vấn đề này như thế nào? Chạy trốn khỏi vấn đề hay không được giải quyết ư? Không. Ông cha ta đã, đồng chí Hoàng Cầm, chính xác là đồng chí Hoàng Cầm của chúng ta đã sáng tạo ra một chiếc bếp không khói, vô hiệu hóa được kỹ thuật quân sự của không quân Mỹ. Vậy thì hậu quả mà khi không tìm ra được giải pháp nó sẽ như thế nào? Giả sử đồng chí Hoàng Cầm không sáng tạo ra bếp thì các chiến sĩ của chúng ta sẽ tiếp tục bị thương vong rất nhiều và sức khỏe sẽ bị giảm sút do máy bay địch oanh kích và điều kiện ăn uống không đảm bảo. Máy bay địch oanh kích được là do việc nấu ăn thì sẽ ngày thấy lửa, đêm thấy khói. Các vấn đề đợi thì vẫn mãi ở đấy, chúng ta không thể nấu ăn được. Và nếu nấu ăn thì sẽ có mãi và có thương vong thôi. Và không nấu ăn thì sẽ không có đủ lương thực cho các đồng chí cho có khả năng để chiến đấu tiếp. Vì vậy, kết quả khi sáng tạo ra bếp Hoàng Cầm là không những chúng ta có cơm nóng để ăn, có nước nóng để uống, mà các viện quân y dã chiến còn có nước nóng để sát trùng các dụng cụ y khoa. Sáng kiến này còn vượt xa hơn mong đợi là quân đội ta đã không phải giấu giếm mà có thể công khai nấu nướng kể cả trong ban ngày. Và tinh thần của chúng ta cũng tốt hơn và vì những thuận lợi của bếp Hoàng Cầm này mang lại. Và cho đến nay thì bếp Hoàng Cầm vẫn được sử dụng rộng rãi trong quân đội và bắt buộc sử dụng trong một vài đơn vị. Trường hợp bếp Hoàng Cầm kể trên đó chỉ là một trong các vô vàn vấn đề mà ông cha ta gặp phải trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Nó đã chứng tỏ một điều rằng trong cái điều kiện thiếu thốn và nhiều thách thức như thời chiến, con người ta có thể giải quyết, không những giải quyết là được tốt các vấn đề đấy mà chúng ta còn sáng tạo, tại làm ra một cách hoàn hảo. Vậy việc giải quyết vấn đề không những vậy mà không những tạo dựng thói quen của đối mặt với mọi công việc mà nó còn giúp chúng ta là rèn luyện trí óc và tính sáng tạo. Đó là hai thứ rất cần thiết trong cái thời đại luôn biến đổi ngày nay. Thì Hansen muốn nhắc nhở chúng ta rằng có khi có một sự cố, đó là cách tốt nhất để các cá nhân có cơ hội nhìn nhận và sửa chữa các vấn đề của bản thân ngày càng nhiều hơn. Hành trình đến với thành công của hầu hết mọi người thì đều phải trải qua những lần thất bại và gian khổ. Rất ít những người thành công ngay từ lúc đầu. Ngay cả Edison, một nhà khoa học rất nổi tiếng, cũng đã phải thử 1.000 lần trước khi phát minh ra
làm thứ thay trước khi phát minh ra một thứ thay đổi xã hội loài người, đó chính là bóng đèn điện. Vậy nên đặt phản, chúng ta nên đặt phản đề ở đây là nếu nếu có vấn đề gì mà chúng ta có một thái độ không trung thực, ngược lại còn chối bỏ nó, trốn tránh nó thì sao? Thì khi chúng ta lảng tránh và không chịu giải quyết vấn đề thì tất nhiên cái vấn đề đấy nó vẫn còn đó, và cái người trốn tránh sự thật thì có cơ hội thành công là rất thấp và rất dễ thất bại. Và cho dù là có hoàn thành được cái vấn đề đấy, có giải quyết được vấn đề đấy thì khi trốn tránh rồi thì nó sẽ không còn được là không không sẽ giải quyết được, nó không hoàn hảo và không xuất sắc nữa. Vậy thì qua những phần tìm hiểu trên thì để trả lời cho câu hỏi là để sẽ làm gì để cho các thành viên trở thành một phần của giải pháp vấn đề, thì chúng ta ở nhóm 3 sẽ đưa ra 3 giải pháp. Thứ nhất đó chính là cần có sự phân công rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người, để khi mà có một vấn đề xảy ra thì sẽ biết được là lỗi đó và cái trách nhiệm đó thuộc về thành phần nào, thuộc về thành viên nào trong nhóm. Thứ hai đó chính là tinh thần, nên có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ, coi những vấn đề của riêng là của chung, và để mọi người có thể tham gia được giải cùng tham gia giải quyết vấn đề và giúp cho mọi vấn đề được giải quyết một cách nhanh chóng hơn. Và cuối cùng là mỗi người cần phải khuyến khích bản thân và thành viên chia sẻ đóng góp ý kiến để giải quyết vấn đề. Có một số người trong nhóm thì luôn ngại nói ra ý kiến của mình vì sợ sai và sợ mắc lỗi, thì các thành viên khác nên tạo ra một cái không gian và tạo ra một cái gọi là không gian lý tưởng để cho các thành viên để có thể thoải mái nêu ra ý tưởng của mình. Mà mỗi ý kiến của các thành viên nêu ra thì chúng ta nên lắng nghe và không nên có sự chỉ trích và phán xét cái ý kiến đó. Và cuối cùng chúng ta sẽ nhóm 3 sẽ tóm tắt lại câu nói của Mark Victor Hansen bằng một sơ đồ nhỏ như sau. Đó chính là trong một vấn đề, trong một cuộc sống của chúng ta thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Có những vấn đề tốt, có những vấn đề xấu. Những vấn đề xấu thì có thể gây tiêu cực, gây cản trở chúng ta trên cái con đường mà chúng ta chọn. Nhưng mà thay vì từ bỏ nó, chúng ta hãy đón nhận nó. Đặt ra vấn đề là khi từ bỏ thì chúng ta sẽ có những hậu quả gì khi từ bỏ nó. Chắc chắn là những vấn đề không được giải quyết và những hậu quả sẽ gặp rất là khôn lường và không thể giải quyết được. Vì vậy, chúng ta hãy tìm cách giải quyết này, hãy tìm các giải pháp cho vấn đề. Để từ đó chúng ta sẽ có kinh nghiệm và có những kinh nghiệm xử lý và có những kinh nghiệm khi gặp những cái vấn đề tương lai mà chúng ta sẽ gặp phải. Trên đây là bài thuyết trình của nhóm 3 về câu nói của Mark Victor Hansen. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn Vũ Hiến. Nhóm 3 của Nguyễn Hiếu lại sử dụng diễn giải để nói thì có nói làm gì nữa. Ra cũng để cho các bạn khác để có thể thử sức của mình. Cô nhớ là Vũ Hiến lần trước các bạn trình bày nội dung mà các bạn tìm hiểu của môn học này cũng rất là tốt, xuất sắc, và nhóm duy nhất được điểm tối đa trong cái kỳ cô dạy. Và đây cũng là một cái bài đúc kết mà cô nghĩ rằng là các bạn làm rất là chi tiết và rất là sâu, bố cục rất là hoàn chỉnh. Các bạn có đặt ra vấn đề về cái câu nói đó, đúng không? Rồi các bạn bàn luận về nó, rồi các bạn có dẫn chứng cho nó, sau đó các bạn lại lật lại vấn đề bằng cách chúng ta phản đề lại, và cuối cùng chúng ta kết luận, đưa ra cái cần có cái sự liên hệ, cần có cái sự hiểu sâu để các bạn phân tích về nó. Nhóm đã làm rất tốt công việc của mình nha. Rồi, tiếp theo thì tôi hỏi nhóm 4 nào. Nhóm 4 tắt xe đi nhỉ. Mời nhóm 5 của Lê Ngọc Nam. Dạ vâng, cô đợi em xem màn hình. Minh trình bày hả em? Dạ vâng ạ. Xin chào cô và các bạn. Em là Nguyễn Văn Minh, em đại diện nhóm 5 sẽ thuyết trình về nội dung thảo luận mà cô đã giao cho nhóm của em, là câu nói của Jim Jones về hãy khác biệt. Nếu bạn không có các thông tin và kiến thức cần thiết thì chỉ cần lắng nghe là đủ. Khi bạn có thể lắng nghe những người khác muốn nói thì bạn sẽ được xem như là một hiền nhân. Vậy thì cái câu châm ngôn này sẽ nó đang muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe. Nếu chúng ta biết cách sử dụng lắng nghe một cách đúng đắn và hợp lý thì mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, và người nói sẽ tạo cái thiện cảm đối với mình hơn. Thì trong quá trình giao tiếp
thì chúng ta thường lầm tưởng rằng là hiệu quả giao tiếp nó phụ thuộc vào người nói, khả năng ăn nói khéo léo, cuốn hút. Nhưng mà cái đối tượng mà lắng nghe cái người nói đấy, họ không có khả năng lắng nghe thì chắc chắn hiệu quả giao tiếp đấy là con số 0. Thì thực tế cho thấy là cái việc khả năng lắng nghe nó khó hơn là cái việc nói rất là nhiều. Thì có rất nhiều cấp độ nghe, nghe phớt lờ, nghe giả vờ, nghe từng phần, nghe hiểu, nghe thấu cảm. Và sau đây em sẽ đi vào khái niệm của lắng nghe. Vậy thì nghe và lắng nghe nó khác nhau hoàn toàn. Nghe nó chỉ là một cái hành động, nó bị động, nó phụ thuộc vào người khác. Ví dụ người khác nói cho mình thì mình lắng nghe là cái điều bắt buộc, mình nghe là cái điều bắt buộc. Nhưng mà còn lắng nghe thì nó sẽ là cái mình sẽ nghe theo tư thế chủ động, mình có sự phân tích, đánh giá và đồng cảm với người nói. Có thể hiểu được là lắng nghe nó bao gồm chú ý, hiểu, hồi đáp và ghi nhớ. Mình có thể phân tích và mình đưa ra ý kiến. Vậy thì tại sao phải lắng nghe? Thì theo em thì kỹ năng lắng nghe đã quyết định 90% thành công trong cuộc giao tiếp. Đi kèm với kỹ năng nói thì lắng nghe và nghe là hai việc khác nhau như đã nói ở trên. Thì nghe là việc mà hầu như chúng ta đều có thể làm, nhưng mà lắng nghe là một kỹ năng mà chúng ta cần phải học tập và rèn luyện thì mới có thể thành thạo được điều đấy. Ngoài ra thì kỹ năng lắng nghe nó có thể giúp cho ta tránh được các cái mâu thuẫn khi giao tiếp, hoặc là có thể cải thiện được năng suất làm việc. Khi mà chúng ta lắng nghe nhiều hơn ấy, thì những cái mâu thuẫn nó không có, tại vì mình có thể hiểu được cái lời người nói, và khi hiểu được lời người nói rồi thì năng suất làm việc của mình nó sẽ được cải thiện hơn khi người nói và người nghe cùng thống nhất một vấn đề nào đấy. Em xin đưa ra cái nguyên nhân mà khiến chúng ta lắng nghe không được hiệu quả. Không phải là ai có thể lắng nghe hiệu quả. Vậy thì có rất nhiều nguyên nhân nó dẫn đến việc lắng nghe thiếu hiệu quả. Em xin được liệt kê một số nguyên nhân như là thái độ không muốn nghe hay là lắng nghe không tập trung. Khi mà khi hai người đang giao tiếp với nhau, nếu chúng ta vừa làm việc riêng hay là chúng ta nghĩ đến vấn đề khác, thì ví dụ như là người nói thì vẫn cứ nói, nhưng mà người nghe thì đang ngồi làm việc riêng hoặc đang ngồi nghịch điện thoại hay là đang ngồi viết lách các kiểu, thì đấy gọi là lắng nghe không tập trung, hay còn gọi là thái độ mà mình không muốn lắng nghe người đấy nói. Thì khi đấy hai người nó sẽ không được đồng nhất được ý kiến và có thể xảy ra được một số mâu thuẫn. Cái nguyên nhân thứ hai là nghe theo kiểu phục kích, là chỉ nghe để phân tích xem người đấy có gì sai hay không thôi, và để mình phản bác lại cái điều đấy. Thứ ba là nghe ngộ nhận. Khi ta mới bắt đầu nghe một phần câu chuyện mà đã ngộ nhận điều đấy là mình đã biết rồi, mà trong khi mình mới chỉ biết được một phần câu chuyện đấy, nhưng thực tế nội dung trình bày chưa chắc đã đúng với điều mà mình đã biết. Thứ tư sẽ là cái nghe theo kiểu là bị nhiễu tâm lý. Khi chúng ta giao tiếp thì chúng ta có những cái tâm trạng hay là suy nghĩ ngoài lề, là chúng ta mất tập trung và lắng nghe không hiệu quả. Ngoài ra, ngoài nhiễu tâm lý ra thì có thêm một cái là nhiễu vật lý, là các yếu tố tác động vật lý khách quan là mất tập trung khi lắng nghe, ví dụ như là các tiếng ồn của xe cộ hay là các cái điện thoại, tiếng kêu của điện thoại, thì khi đấy nó sẽ đánh lạc hướng cái nghe khả năng nghe của chúng ta. Thì với sinh viên của chúng ta thì nguyên nhân chủ yếu của việc lắng nghe kém hiệu quả thì do có nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến việc lắng nghe, như là việc không tập trung. Như sinh viên hoặc là như học sinh thì sẽ là ngủ trong lớp hoặc là dùng điện thoại là chủ yếu. Thích nghe chọn lọc những cái mà mình muốn nghe, những cái đánh giá xấu về mình thì mình không muốn nghe và mình loại bỏ nó. Nghe máy móc hay là nghe không xác định được mục tiêu. Và thường thấy nhất thì chính là đề cao cái tôi của mình là chủ yếu, dẫn đến việc luôn muốn xem cái mình biết chắc là đúng và không tiếp thu những cái ý kiến khác. Vậy thì vai trò và lợi ích của lắng nghe là gì? Đa số mọi người chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc lắng nghe hiệu quả. Việc lắng nghe hiệu quả nó được gọi là một cái chìa khóa của cuộc giao tiếp, vì những vai trò và lợi ích của nó mang lại. Việc lắng nghe hiệu quả giúp chúng ta tiếp nhận những thông tin một cách đầy đủ, tránh bỏ sót những cái thông tin quan trọng, nâng cao kiến thức về sự hiểu biết, giúp bản thân lưu giữ những cái thông tin hiểu rõ và ghi nhớ sâu hơn về những gì mình đã học. Ngoài ra nó còn xác định giải quyết vấn đề nhanh chóng hiệu quả, hay là giúp xây dựng lòng tin và mở rộng duy trì mối quan hệ tốt đẹp.
Khi mà lắng nghe tích cực thì người khác sẽ cảm thấy thoải mái với thông tin mà mình chia sẻ, kích thích người nói chia sẻ nhiều hơn, sẽ đem lại hảo cảm của người nói đối với mình hơn. Vậy thì tác hại của cái việc không biết lắng nghe là gì? Khi mà mình không biết lắng nghe người khác nói, như lúc ban đầu em có đề cập, đấy là khi mà không chịu lắng nghe hay là làm việc riêng khi đang lắng nghe người khác nói, sẽ gây một cái mâu thuẫn giữa người nói và người nghe. Người nói đề cập đến nhưng mà người nghe không chịu lắng nghe, thì khi đấy nó sẽ tình hình, cái không khí nó sẽ trở nên căng thẳng hơn. Vậy khi giao tiếp không biết lắng nghe nó dẫn đến những cái thông tin nó bị mất mát đi một vài thông tin, thì dẫn đến thông tin nó sai lệch, mất đi nhiều cơ hội và làm giảm năng suất, vì còn phải kiểu như là vừa làm mình vừa phải vừa làm vừa sửa sai những cái mà thông tin mình đang còn thiếu. Không những thế thì trong giao tiếp với cấp trên, nếu bạn tỏ ra không biết lắng nghe thì sếp sẽ đánh giá bạn thiếu năng lực, và từ đấy bạn sẽ không được đề bạt lên những cái vị trí nó cao hơn, hay là không được sếp tin tưởng giao những công việc nó quan trọng hoặc là nó thiết yếu trong cái dự án mà mình đang làm. Em xin được trình bày phần tiếp theo về cái biện pháp mà giúp cho thành viên nhóm nó có thể lắng nghe hiệu quả. Thì có rất nhiều biện pháp mà để giúp chúng ta lắng nghe hiệu quả. Thì có một vài biện pháp như là chăm chú lắng nghe, tránh những thói xấu như kiểu như là giả vờ lắng nghe hay là nghe qua loa. Khi mà giả vờ lắng nghe hay nghe qua loa thì mình sẽ không tập trung được câu chuyện mà người nói muốn kể. Thì nó sẽ bị thiếu hụt về thông tin. Vậy thì khi lắng nghe, chúng ta sẽ nên giao tiếp bằng mắt hoặc là thể hiện sự tôn trọng đối với người nói. Ngồi yên để lắng nghe tập trung. Thi thoảng cũng nên kiểu gật đầu hay là mỉm cười để ra dấu hiệu là mình đang hiểu câu chuyện mà người nói muốn nói, hoặc là ra dấu hiệu là mình vẫn đang lắng nghe người ta nói và mình có thể đưa ra những cái ý kiến. Lắng nghe không chỉ đơn giản là mình ngồi mình nghe người khác nói và mình không phản ứng lại những cái ý kiến của người nói. Mình có thể đưa ra những cái ý kiến của mình để góp ý cho người nói, chứ không phải là đưa ra ý kiến của mình để phản bác lại người nói. Có thể phản bác trong những cái cuộc tranh luận, nhưng mà nó là đưa ra ý kiến để góp phần làm thêm đầy đủ cái thông tin mà người nói muốn nói. Vậy thì tổng hợp tiếp theo sẽ là tổng hợp và xử lý những thông tin mà mình đã nghe. Những cái chỗ nào mà chưa hiểu rõ thì phải hỏi lại đối phương là tại sao cái chỗ này nó lại như thế này. Thì từ đó bạn sẽ biết được cách đưa ra những cái lời khuyên và phối hợp hợp lý đối với người nói để tổng hợp được cái thông tin mà mình chia sẻ đấy ra, mà người nói muốn chia sẻ ra cho mình. Vậy thì kết luận lại thì lắng nghe nó là một cái kỹ năng sống rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Thì nó không chỉ giúp bạn tạo nên sự liên kết và duy trì mối quan hệ tốt đẹp, mà nó còn giúp bạn học hỏi thêm rất nhiều điều bổ ích trong cuộc sống. Vì vậy lắng nghe là một trong những kỹ năng mềm không thể thiếu trong cả về sinh viên, về học sinh hay là về sau này đi làm, hoặc có thể lên những cái chức cao hơn như là giám đốc, quản lý. Mình vẫn phải lắng nghe nhân viên nói để mình có thể có, tuy là giám đốc quản lý nó là chức cao nhưng mà vẫn có những cái mình có thể gây ra sai sót, và mình khi đấy mình sẽ lắng nghe những nhân viên mình góp thêm những cái ý kiến, đóng góp ý kiến vào để giúp những kinh nghiệm sau này. Em xin hết bài thuyết trình của nhóm em. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn Văn Minh. Rồi, nhìn chung là cô thấy tất cả các nhóm đều có một cái hoạt động nhóm rất là tốt khi mà các bạn sử dụng phân công công việc đúng người đúng việc, để cho những cái người mà nhóm lựa chọn ra trình bày thì chúng ta đều là những cái người mà có cái gọi là có dành thời gian và am hiểu về nó để có thể trình bày cho tất cả lớp cùng nghe về cái nội dung mà nhóm thảo luận rất là chi tiết. Rồi, các bạn đang làm rất tốt công việc của mình, hy vọng là ba nhóm còn lại chúng ta cũng vẫn theo cái tinh thần này nha. Cô mời nhóm 6 nào, nhóm của bạn Quân nào. Cô thấy màn hình của em chưa? Rồi, cô nhìn thấy rồi. Quang Nhật này, Tuyết Trinh. Vâng ạ. Vâng.
Đầu tiên chào cô và các bạn, thì chủ đề của nhóm em có hai phần. Về phần thứ nhất là hiểu về câu nói là những khám phá và thành tựu vĩ đại luôn có sự chung sức của nhiều cái đầu của Alexander Graham Bell. Ông thì có thể được xem là người tiên quyết áp dụng những kiến thức của các tiền bối đi trước để có thể vận dụng cho các sáng chế sau này. Đặc biệt nổi tiếng nhất các sáng chế của ông chính là phát minh ra điện thoại. Và hiểu câu này như thế nào? Sau khi nhóm em đã bàn luận xong và hiểu thì có thể so sánh câu này với một câu ca dao tục ngữ rất là quen thuộc của Việt Nam chúng ta. Đấy chính là một cây làm chẳng nên non, ba cây chúng lại nên hòn núi cao. Và câu danh ngôn này, ở đây mình đầu tiên mình sẽ tự phân tích lên từ trong những câu nói của ông. Những cái đầu trong câu danh ngôn thì không phải là chỉ công việc. Những cái đầu trong câu danh ngôn là chỉ ý nghĩa là những công việc trí tuệ của những cá nhân trong nhóm đấy. Và cái sự chung sức của nhiều cái đầu này không phải là gì, không phải là sự chỉ là tập hợp lại của một nhóm người, mà còn phải là sự đóng góp và giúp sức của nhiều cái đầu để hoàn thành mục tiêu duy nhất là thành công của công việc đấy. Và trong cái xuyên suốt quá trình lịch sử của loài người thì chúng ta có thể nhận thấy là những cái bước ngoặt thay đổi thế giới phần lớn đều là kết quả của nhóm người, chứ không phải là riêng cá nhân của một người riêng lẻ. Và bất kỳ một khám phá hay thành tựu dù lớn hay nhỏ đều không chỉ là công lao của một cái đầu. Và đây là các khám phá trong lịch sử đã được dẫn chứng và được kiểm duyệt. Ví dụ như là chúng ta có thể hiểu, ở đây thì em không nêu nhưng mà mình có thể nhớ đến một số thành tựu mà chúng ta có thể rất là dễ quen, giống như là các nhà bác học như là Newton hay là Leibniz. Thực ra là các kiến thức đã có, nhưng lại là các ông đã vận dụng các kiến thức cũ của người Hy Lạp và Ai Cập cổ về các giới hạn của tác học và phát triển thêm và hoàn thiện nó. Hay là các thành tựu vĩ đại như là của Edison phát hiện ra bóng đèn, đúng không ạ? Ông cũng không thực tế là ông phát minh ra, mà ông thực tế là ông phát minh ra việc tận dụng, tìm ra cái chất để có thể duy trì sự phát sóng bóng đèn một cách hiệu quả nhất. Và ông cũng sử dụng các nghiên cứu của các các nhân viên ở dưới quyền ông để các hoàn thiện các công trình khoa học sau này. Về phần thứ hai thì bọn em bàn luận về việc là gì, để có một nhóm xuất sắc thì các thành viên cần hoàn thành được gì để đảm bảo cái việc xuất sắc đấy. Điều đầu tiên là về phần lắng nghe và tôn trọng. Thì lắng nghe là một yếu tố quyết định giúp các thành viên có thể gắn kết và thấu hiểu hoạt động với nhau. Và cùng nhau việc các thành viên có thể biết tôn trọng lắng nghe lẫn nhau thì là các cá thể có thể là có điểm mạnh, điểm yếu riêng. Và sau đó lúc mà lắng nghe và giúp đỡ thì mình có thể là chung sức để hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Điều thứ hai là về tinh thần trách nhiệm. Đây là một cái về nội dung mà các thành viên trong nhóm em đều trình bày và đây đưa ra cho các bạn. Nhưng để hiểu về tinh thần trách nhiệm thì có khá là nhiều ý kiến riêng. Riêng trong nhóm em cũng có rồi. Ở đây thì em có nêu ra một số luồng ý kiến. Thứ nhất là về tinh thần trách nhiệm thì có thể có hiểu là mỗi người trong thành viên trong nhóm cần phải hiểu là gì, nhiệm vụ mình như sau, và cái phải hoàn thành công việc đấy một cách tâm huyết và nỗ lực. Và khi gặp vấn đề thì không thể là gì, phải là gì, không ngần ngại kêu gọi sự giúp đỡ thành viên khác, nhưng mà không được ỷ lại vào các sự giúp đỡ đấy, mà phải tích cực đóng góp ý kiến chỉnh sửa trong các bài cấp hội học nhóm để mà hoàn thành công việc một cách tốt hơn. Luồng ý kiến thứ hai cho rằng là tinh thần trách nhiệm không phải của mỗi cá nhân là sự hiểu được rõ nhiệm vụ của mình và hoàn thiện được nhiệm vụ được giao. Các thành viên ở trong nhóm này có thể không xuất sắc nhưng mà có thể đạt được một kết quả là một nhóm xuất sắc. Và lúc này thì vai trò của người lãnh đạo rất là quan trọng. Để đảm bảo yếu tố này thì người lãnh đạo cần phải hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của các thành viên, tận dụng của sự phối hợp và để hoàn thành công việc và khắc phục các yếu thiếu sót của các thành viên. Và khi mà gặp các trở ngại thì các thành viên phải bàn luận với nhau và chung sức giúp đỡ lẫn nhau. Và người lãnh đạo cũng có tác dụng là dập tắt các nghi hoặc mâu thuẫn trong nhóm. Luôn ý kiến thứ ba thì cho rằng là
mỗi cá nhân đều là trách nhiệm của mình, giống như là trách nhiệm của một người lãnh đạo, nhưng ở đây là lãnh đạo ngay là chính bản thân mình, và không xung đột, tất nhiên là không xung đột với các vài vai trò lãnh đạo của trưởng nhóm rồi. Và mỗi thành viên lại, mỗi thành viên này thì phải có suy nghĩ là mình là một người lãnh đạo và hành động như một người lãnh đạo để cho bản thân mình hoàn thiện nhất, để mà góp sức cho nhóm để hoàn thiện nhất. Và luồng ý kiến cuối cùng thì cho rằng là mỗi cá nhân thì có điểm yếu, điểm mạnh riêng, và tinh thần trách nhiệm ở đây là phải hiểu rõ điểm mạnh của mình để cung cấp một giá trị nào đó cho nhóm. Một nhóm thì có một vai trò nhất định cho mỗi thành viên. Các bạn làm gì tốt nhất thì các bạn có thể là tận dụng cái điểm tốt đấy của mình để hoàn thiện nhóm một cách tốt hơn. Và khi mà tận dụng được những điểm tốt của mình, còn cần cả sự giúp đỡ, chung sức, cố gắng hỗ trợ các thành viên khác những cái phần mà những cái thành viên đấy còn chưa hiểu hay là khiếm khuyết, để cái sự hợp tác và thúc đẩy đấy có thể kết thúc được một cái dự án hoàn thiện và tốt nhất. Và điều thứ ba của một cái nhóm xuất sắc đấy là chính là tư duy phản biện. Tư duy phản biện thì có thể giúp được mỗi thành viên trong ý thức tư duy phản biện đến những ý kiến và đóng góp những ý kiến tốt nhất. Không chỉ là việc chỉ chăm chăm nghe theo suy nghĩ của người khác và thực hiện nó, mình cũng có ý kiến riêng của mình. Và tư duy phản biện cho các cuộc họp chính là khởi nguồn của sự phát triển nhóm, bởi vì các mâu thuẫn thì mới có thể tìm ra được các lỗi trong nhóm và từ đó tìm ra kết quả tốt nhất để hoàn thiện công việc. Và ý kiến thứ tư, để một nhóm xuất sắc thì các thành viên cần cả khuyến khích và động viên tinh thần. Các thành viên trong nhóm cần tiếp thêm tinh thần cho nhau, và các lời khen hay sự cố gắng là một cái liều thuốc tốt nhất. Và khi bạn được trong một nhóm có không khí cổ động và kích thích nhau như thế này thì có thể hoàn thành được công việc một cách tốt hơn rất là nhiều. Và lúc này thì có thể nói là vai trò của trưởng nhóm cũng đóng vai trò quan trọng, bởi vì đây chính là người tiên quyết điều hòa và khuyến khích động viên một cách tốt nhất. Và lúc mà các thành viên có một cái không khí như thế này thì có thể là đó là chính là động lực để mà hoàn thành nhiệm vụ được sao, và cũng là đạt công việc một cách hiệu quả nhất có thể. Trên đây là ý kiến của nhóm mình và bàn luận sau khi đã bàn luận và chia sẻ vì hai cái phần này. Mong các bạn cô lắng nghe và đóng góp ý kiến. Em xin cảm ơn và kết thúc ạ. Rồi, cảm ơn Quang Nhật. Nhóm của Quang Nhật thì đúc kết cái nội dung này thành cái sơ đồ cây xong chia nhánh. Thế còn với xong cô quên không nói về nhóm của bạn Nam. Các bạn đã đúc kết thành một cái sơ đồ tư duy, và đó là một cái sơ đồ tư duy rất là hoàn chỉnh, đúng quy định. Các bạn nhìn thấy là mỗi một nội dung là nó đi theo một cái mảng màu khác nhau, đúng không? Và mỗi một cái nội dung lớn thì nó sẽ là những cái mảng màu đậm và chữ to, và tiếp theo những cái nội dung nhánh của những cái nội dung lớn đấy nó sẽ đi theo những cái đường nhỏ và chữ nhỏ hơn. Đấy là một cái kỹ thuật kỹ thuật để trình bày nội dung dựa vào cái sơ đồ tư duy. Thì các bạn đã làm rất là đúng, và làm như vậy thì chúng ta sẽ dễ nhớ bài, dễ nhớ nội dung nhá. Thì cô hy vọng là sau khi cái môn học này dừng thì chúng ta có thể sử dụng cái kỹ thuật này để có thể học áp dụng vào trong các bài học của các bạn. Các bạn sẽ nhớ bài rất nhanh và sẽ rất là ngắn gọn, tóm tắt, mà các bạn lại đầy đủ ý để các bạn có thể phát triển ra. Rồi, nhóm 5 làm rất là tốt về cái sơ đồ tư duy. Còn nhóm 6 thì các bạn cũng giống như một số nhóm mà các bạn đã sử dụng sơ đồ cây, trong đó có dạng cây và nhánh chia ra. Thì thực ra là nó cũng đúng thôi, nhưng mà để cho cái não bộ của chúng ta được kích hoạt ý, thì nó sẽ tiếp nhận màu sắc, những cái mảng màu và những cái nội dung nó theo từng chùm, nó sẽ nhớ hơn là chúng ta làm kiểu dạng sơ đồ cây. Sơ đồ cây chỉ sử dụng trong trường hợp ít nội dung thôi, chứ nhiều nội dung mà chúng ta dùng sơ đồ cây là nó sẽ bị rối. Rồi, cảm ơn các bạn. Tiếp theo tôi mời nhóm 7 nào. Nhóm Hồ Tân. Chắc là em xem mình vậy, bởi vì là em để cho các bạn vote xem ai thuyết trình thì nhóm có 9 bạn thì 8 bạn vote em. Rồi ạ. Không gánh tim là được rồi. Rồi, được các bạn tin tưởng chứ không phải gánh tim, đúng không?
Ok, thì đầu tiên thì bọn em được nhận cái tiên thì bọn em được nhận câu hỏi là lãnh đạo, một cái câu danh ngôn là lãnh đạo là phải truyền cảm hứng, thì nếu không là cái đội ngũ của anh ta sẽ tan rã. Của Orin Woodworth thì cái vấn đề của cô đặt ra cho bọn em thì bọn em cũng có một cái buổi thảo luận nhỏ nhỏ để bọn em cùng nhau học về cái vấn đề này. Bọn em cũng có mỗi bạn các bạn ý tự đưa ra những cái ý kiến cá nhân của các bạn ý về cái câu hỏi này là lãnh đạo tại sao phải truyền cảm hứng, mà ở phía sau nó lại có một cái vế là đội ngũ của anh ta, nếu không đội ngũ của anh ta sẽ tan rã. Tại sao kiểu nó gần giống như cái lời khẳng định của ông này. Em đầu tiên thì em xin phép nói qua một chút về cái ông đã nói ra câu này. Thì ông ấy là một trong những cái người lãnh đạo rất là nhiều, lãnh đạo của hai công ty tập đoàn lớn chuyên về chuyên về sức khỏe, và một cái lãnh đạo nữa về công ty, một chuyên công ty về sách. Thì ông ấy đã từng hướng dẫn và lãnh đạo rất là nhiều những cái nhà đầu tư và những cái công ty từ lớn nhỏ để giúp họ thành công phát triển hơn trong việc xây dựng đội nhóm cũng như là xây dựng những cái cách thức để tổ chức cái mô hình của mình đó. Thì khi trong cái quá trình đấy thì ông có phát biểu một câu như thế này, thì người lãnh đạo là phải truyền được cảm hứng này, nếu không thì cái đội ngũ của ta sẽ tan rã. Trong cái phần tìm hiểu của nhóm em cũng như là phụ trách tổng tổng kết lại thành cái file và được một bạn bạn ý sơ đồ hóa lại thành một cái sơ đồ như này. Vậy thì em cũng đi nhanh qua một chút, xong rồi em sẽ giải thích qua cho tất cả mọi người. Đầu tiên thì trong cái phần này thì chúng ta có hiểu cái lãnh đạo thì là gì, lãnh đạo là như thế nào. Thì đầu tiên thì bọn em có một chút cái định nghĩa về lãnh đạo là và một số cái những cái năng lực mà một người lãnh đạo cần phải có. Đầu tiên là nói được làm được, thứ hai là người lãnh đạo phải có một cái tầm nhìn xa, khác với những quản lý hay là khác với những cái chức vụ khác hoặc là những người khác, thì lãnh đạo luôn luôn sẽ phải có một tầm nhìn dành cho cái đội nhóm của mình. Cái thứ ba không thể thiếu mà nhóm 6 đã nhắc, đó chính là nhóm 6 nhóm 5 đều nhắc, đều chính là cái cách thức để có thể lắng nghe những người khác, nhìn nhận những người khác. Và cái cuối cùng cũng như là cái kỹ năng quan trọng nhất, đó chính là cái khả năng tự quản trị chính bản thân mình, tự quản trị những cái công việc của cá nhân mình. Và có một chút chút gọi là một cái khả năng đặc biệt của một người hoặc mỗi người khi chúng ta sinh ra, nó sẽ là cái khả năng nắm bắt tình huống như là ra được một quyết định nào đó hoặc một cái nhận định nào đó vào đúng thời điểm. Quan trọng là đúng thời điểm, mặc dù kiểu các bạn có thể nghĩ ra những cái rất là giỏi, rất là hay, nhưng mà quan trọng là trong cái thời điểm khó khăn như thế thì bạn sẽ ra được cái quyết định như thế nào, thì nó sẽ nói lên cái cách thức như là cái con người lãnh đạo của bạn. Để đi chi tiết hơn thì đầu tiên là bọn em sẽ có phân chia ra một số cái trong từng cái khả năng đấy, thì mỗi một người lãnh đạo thì họ sẽ cần những cái kỹ năng hoặc là những cái khả năng riêng. Nói được làm được thì sẽ có những cái bắt nguồn từ cái sự trung thành thán phục này. Có những kiểu họ có một câu nói của Mark Zuckerberg, là một cái ông chủ tịch tập đoàn của Facebook rất là nổi tiếng, người giàu thứ 6 của trên thế giới. Thì ông có nói là tôi không phải là người em không nhớ quá rõ câu trả lời nhưng mà em có thể hiểu câu đấy là ông ấy không phải là người giàu nhất trong cái công ty đó, nhưng mà ông ấy là người có thể sử dụng được những người giỏi. Hiểu đơn giản đó chính là có một câu chuyện được kể là ông ấy đã có nghĩa kiểu trong cái team của ông ấy hầu hết tất cả mọi người đều thấy ông không làm, khả năng của ông không quá giỏi, nhưng mà ông ấy được một cái duy nhất đó chính là động viên tất cả thành viên của cả team mình lên và có nghĩa kéo cả team vào hãy tin tưởng tôi, mặc dù cái này nó rất là điên rồ nhưng mà mọi người hãy tin tưởng tôi có thể làm được. Có nghĩa gần như cái này nó giống như kiểu cái năng khiếu của một người nào đó mà gần như kiểu không phải ai cũng có. Còn một số cái phần ở dưới là tầm nhìn xa này, hoặc là cách thức lắng nghe, thì ở trên thì hai bạn kia cũng đã giải thích qua một chút cho các bạn về những cái yếu tố, những cái tính chất mà một người lãnh đạo phải có. Thì ở đây em xin nói nhiều hơn về những cái
cần hơn đó chính là cái khả năng tự quản trị bản thân, cũng như là cái một chút cái khả năng đặc biệt. Cái đầu tiên là việc tự quản trị bản thân, cũng như là cách thức mà sắp xếp cũng như là quản lý bản thân. Cái này thì hầu hết bất kỳ ai cũng đều phải cần, không phải kể cả là những người trẻ hay là những người chưa có kinh nghiệm gì, hay là những người kiểu giàu nhất hoặc các thứ, thì họ chỉ khác nhau mỗi cái là họ biết cách sắp xếp, nhưng mà họ biết cách quản quản lý bản thân mình, quản lý cảm xúc, quản lý chi tiêu, quản lý bất cứ thứ gì. Thì đấy là cái kỹ năng mà các bạn học được, nhưng mà kiểu các bạn tìm hiểu thêm để bổ sung lại cho cá nhân các bạn, bất kỳ ai. Thì ở đây nó có yêu cầu một số cái như kiểu một số cái tính năng, một cái đặc điểm của các bạn khi các bạn tự quản trị bản thân mình. À, cái này thì hầu hết tất cả mọi người đều sẽ đã được nghe rất là nhiều, nên mình sẽ đi xuống cái quyết định hơn, đó chính là cái ra quyết định trong đúng lúc. Cái quyết định thì bây giờ mình có thể ví dụ như này, là kiểu các bạn là một sinh viên mới ra trường, và các bạn mang trong mình một cái niềm đam mê khởi nghiệp hoặc thành lập một công ty nào đó với mức số vốn cơ bản thôi, không cần quá nhiều. Thì hầu hết tất cả mọi người khởi nghiệp các thứ họ mới bắt đầu thì đương nhiên là nếu như kiểu khi các bạn bắt đầu thì các bạn sẽ hầu hết các bạn đều xác định là các bạn sẽ mất trắng số tiền các bạn bỏ ra. Thì cái việc mà khi các bạn mới bắt đầu như thế thì cái điều đầu tiên các bạn sẽ không có kinh nghiệm, không có những cái mối quan hệ, không có những cái như thế. Thì cái lúc này chính những cái quyết định sai lầm đấy của các bạn sẽ dạy những các bạn sau này chính những cái sai lầm hoặc những cái mà các bạn bỏ tiền ra để các bạn có thể học hoặc kiểu các bạn có thể biết thêm được à đầu tư cái này thì nó sẽ như thế này, hoặc mua cái này thì bán với giá bao nhiêu hoặc các thứ, các bạn có thể biết được thêm nữa, biết thêm những cái kinh nghiệm đó. Những cái kinh nghiệm này nó gần như kiểu vô hình, không ai dạy chúng ta cả, mà chúng ta sẽ phải tự rút ra trong cái quá trình trải nghiệm đó. Thế nên khi các bạn trải nghiệm càng nhiều, cũng như là hoặc là một vài cái khoảnh khắc một vài cái khoảnh khắc nó thần thánh nào đấy, hoặc kiểu một cái vài khoảnh khắc nó rất quan trọng, nó có thể làm thay đổi cả cục diện của cả công ty của bạn, thì đấy là một trong những cái yếu tố làm nên một người lãnh đạo, cũng như là làm nên một số người rất là giỏi mình biết, bởi vì họ cũng trải qua cái thời quãng thời gian như vậy. Đấy, thế nên là đầu tiên họ sẽ để đánh giá tình hình này, xong phân tích lại cái tình hình đó và kiên định với cả cái quyết định, cũng như là cái tin tưởng vào cái khả năng của bản thân, tin tưởng vào cái quyết định của bản thân mình. Đó, thì thành quả của các bạn sẽ tới. Để mà nói về sâu về hầu hết tất cả này thì nó sẽ cần một quãng thời gian, nhưng mà kiểu một cái bài nó rất là dài, thì chỉ tóm tắt sơ sơ qua một tí. Có một số cái ở trên kia thì cô có hỏi một cái câu là lãnh đạo là do bẩm sinh hay là do khả năng tự mà có. Thì cá nhân mình nghĩ lãnh đạo, hoặc là kiểu cả nhóm bọn mình cũng có trao đổi về cái này, thì hầu hết đều đưa ra ý kiến chung là lãnh đạo thì không phải là do bẩm sinh, nhưng mà cá nhân mình nghĩ thì một phần nào đó nó vẫn là do bẩm sinh, bởi vì có những cái nghiên cứu về cái những người mà họ chưa từng lãnh đạo một cái gì cả, hoặc chưa từng cái làm cái gì cả, họ vẫn có thể đưa ra được những cái quyết định rất là đúng đắn, cũng như là những cái quyết định hầu đấy nó rất là sáng tạo. Thì cá nhân mình nghĩ nó vẫn chỉ có là một phần nào đó bẩm sinh thôi, một phần nào đó cái cảm giác của các bạn, cái lựa chọn của các bạn là đúng, nhưng mà nó chỉ là một phần thôi, chứ nó không thể làm nên người lãnh đạo tốt nếu kiểu các bạn chỉ dựa vào cái tố chất bẩm sinh của bản thân mình. Thế nên là nó vẫn sẽ cần rèn luyện, nó vẫn sẽ cần những cái quá trình học hỏi, cần những cái quá trình trải qua đúc rút kinh nghiệm đó. Thế nên là cái việc mà các bạn phải làm lãnh đạo thì nó là một cái quá trình nghệ thuật, cũng chứ nó không phải là kiểu các bạn có một cái công thức nào đấy để các bạn trở thành lãnh đạo. Có thể hiểu đơn giản cái câu này, các bạn có thể hiểu là lãnh đạo nó là một cái cách mà các bạn tự xây cho chính bản thân mình trong cái quá trình các bạn trải nghiệm, trong cái quá trình các bạn phát triển, thì các bạn sẽ tự xây dựng cái cách thức lãnh đạo cho cá nhân mình, chứ nó không phải là một cái nào đó mà có thể các bạn có thể rút ra, đúc rút ra được thành một công thức như kiểu toán để áp dụng vào.
Ok, thì quay lại cái câu trên là tìm hiểu thế nào về cái đôi câu danh ngôn trên là người lãnh đạo thì phải truyền cảm hứng, nếu không thì đội ngũ của anh ta sẽ tan rã. Thì ông Orin Woodward này thì ông có nói khá là nhiều câu, thì cái câu này thì nó là một trong những cái câu gọi là truyền cảm hứng cho khá là nhiều công ty, bởi vì là cái người lãnh đạo thì họ cần một cái tính năng rất là lớn, đó chính là cái khả năng thuyết phục người khác, khả năng gọi trắng ra đó chính là kiểu giúp cho người khác tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào bản thân của họ, nói hơi ấy nhưng mà có nghĩa kiểu họ sẽ đưa ra một cái quyết định mà hầu hết tất cả mọi người sẽ đều rất là khó hiểu và rất là khó tin, nhưng mà họ tin cái đấy. Em nói hơi bị khó hiểu một tí. Ok, thì cái người lãnh đạo thì họ cần cái thứ nhất là truyền cái cảm hứng, cũng như là truyền cái năng lượng, cũng như là truyền cái sự tích cực hoặc là cái sự nhiệt huyết của các bạn, của cái người lãnh đạo đó cho cái nhiệm vụ, cho cái công ty đó hoặc là cho cái dự án đó, họ truyền vào đấy cái năng lượng đó thì những cái người xung quanh họ họ có nghĩa kiểu họ cảm nhận được năng lượng, họ cảm nhận được cái sự nhiệt huyết, cũng như là họ cảm nhận được cái sự đồng hành nào đó, họ muốn làm hơn và họ muốn đi cùng với cả anh ta nhiều hơn. Thì cái chính cá nhân thì hiện tại cái này mới ứng dụng được có một xí cho một hai bạn mà mình quen thôi, còn hầu hết cũng như là kiểu để kéo cả một team thì mình chưa làm được. Thế nên là cái việc mà nếu như kiểu không có cái việc mà cái người lãnh đạo mà họ không truyền được cái cảm hứng, cũng như là không giúp cho từng cái thành viên của trong cái đội ngũ team nó đi lên và nó kiểu các bạn muốn làm việc hơn và làm việc này là vì việc chung chứ không phải là vì cá nhân của ai cả, nếu như kiểu các bạn nên quá thời gian. Thì em xin tổng kết lại một chút là người lãnh đạo thì họ cần phải truyền cảm hứng cho các thành viên của nhóm mình, và thế nếu không đội ngũ của anh ta sẽ ra giã thì nó như kiểu một cái lời khẳng định cho việc là nếu như kiểu người lãnh đạo đó không làm được cái việc work kết nối các thành viên của nhóm lại thì cái nhóm đó sẽ dần dần rời đi. Thì đấy là cái phần có một phần là tìm hiểu của nhóm em với cả một phần ý kiến cá nhân của em nữa. Ok ạ. Mưa bị khóa mất một chút. Rồi, ok. Cô cảm ơn Hồ Tân. Chứ bé không nhìn thấy gì mà cô bảo là khi mà trình bày thì zoom to ra để nhìn cũng không chả nhìn thấy cái gì cả. Rồi, ok, cái này chỉ có cô nhìn thấy chứ các bạn không nhìn thấy, bởi vì cô có file không nhìn thấy thôi.